Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: Các luật sĩ và các biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất trên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lai thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ mới rộng thẻ kinh, mai dày tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy. Còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau, và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai có quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hỡi ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh, chị, em. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta về câu chuyện khi Chúa Giêsu nói về giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời của Ngài, tức là các luật sĩ và người biệt phái. Một mặt, Ngài bảo mọi người phải tôn trọng chức vụ của họ vì họ ngồi tòa Môi-sen, và hãy làm theo những gì họ dạy, nhưng mặt khác đừng noi theo hành vi của họ. Vì họ nói mà không làm, chất gánh nặng trên vai người ta bằng những luật lệ chi ly mà họ không hề tuân giữ. Ngoài ra họ còn là những kẻ giả hình, làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy mình đạo đức, như đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Tệ hơn nữa, họ còn là những kẻ háo danh, ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng và ham được thiên hạ gọi là thầy. Khi nhìn khuôn mặt của người Pharisêu với thói giả hình và kiêu căng, mọi người chúng ta ít nhiều cũng thấy nơi chính mình thói háo danh, pha trương, ích kỷ, dám đốc chứ không dám làm. Giống như họ, lời Chúa hôm nay kêu mời chúng ta hãy sống thật với chính mình, với anh chị em của mình. Đừng cậy dựa vào địa vị, danh giá hay sáng giá của mình, mà lên mặt với anh chị em của mình. Mọi sự đều do Chúa ban và Chúa có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã có lần lên án gay gắt những bọn giả hình bằng những hình ảnh rất mạnh. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi không khác chi những nấm mồ bôi vôi. Vỏ ngoài thì xinh xắn lắm, nhưng bên trong là thây ma và mọi thứ ô uế. Bên ngoài các ngươi có vẻ công chính đối với người ta, nhưng bên trong thì đầy giả hình và vô đạo. Và Thánh Gia-cô-bê cũng phiên nhủ chúng ta đừng sống giả hình, nhưng hãy có thì phải nói là có, không thì phải là không. Như thế,
anh em sẽ không bị xét xử. Lạy Chúa Giêsu, chúng con vốn thích nói hơn thích làm, thích ra lệnh hơn là tuân lệnh, thích sai khiến người hơn là vâng phục, thích vinh quang hơn là khiêm hạ. Chúng con thật chẳng khác gì các kinh sư và những người Pha-ri-siêu trong bài tin mừng hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách làm để chúng con sống thành thật với Chúa và với anh chị em của chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, có một người đi dạo đến một nơi hành hương, vì quá mệt nhọc, ông ngồi nghỉ trên một cái bệ đá. Ông hết sức ngạc nhiên và tỏ ra hãnh diện sung sướng khi thấy có nhiều người đi ngang trước mặt ông, họ đã ngả mũ để cúi chào. Một hồi lâu ông đứng dậy quay lưng lại đằng sau và chợt nhận ra đằng sau lưng của ông ở trên đầu có một thánh giá đã được dựng lên ở đó. Và ông xấu hổ bởi vì tưởng người ta chào mình, nhưng không, người ta cúi đầu trước thánh giá. Lời Chúa ngày hôm nay muốn giải thoát chúng ta khỏi những danh lợi hão huyền và đáng hổ thẹn của trần gian. Bởi vì thật là dại dột và lố bịch khi con người biết rõ mình chẳng là gì, nhưng lại thích được chiếm địa vị cao, ham được ưu đãi, thích được vinh vang trước mặt mọi người. Theo lời Chúa Giêsu dạy, ai muốn làm lớn phải là đầy tớ mọi người, và ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Ngài không chỉ dạy chúng ta bằng lời nói, Ngài còn làm gương và dẫn chứng bằng cả một cuộc đời hiến thân phục vụ trong khiêm tốn. Thập giá của Ngài là bằng chứng không thể nào phủ nhận được. Quả thật, Chúa Giêsu đã rất rõ về danh vị của mình, nhưng Ngài đã sẵn sàng quên để xuống trần gian hết tình phục vụ. Ngài không ngại quỳ xuống để rửa chân cho các môn đệ, và cuối cùng dám để cho người ta bóc lột hết tất cả danh dự và sự sống của thân xác mình khi Ngài chịu chết treo trên thập giá. Tưởng chừng đấy là một ngõ bí, một hạ nhục và hủy diệt. Thế nhưng nhờ thập giá mà Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta con đường phục sinh. Như thế chúng ta hiểu rằng vinh quang thật không khởi từ danh vị, nhưng được xác định qua những nỗ lực khiêm tốn và phục vụ. Đúng như vậy, nếu chúng ta sống bác ái và khiêm tốn, Thiên Chúa sẽ luôn phù trì, nâng đỡ, che chở cuộc đời chúng ta. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không ban ơn cho người kiêu ngạo mà chỉ ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Như lời Chúa phán, ai tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Anh chị em thân mến, ngày nay người ta đã để Chúa ở nhà thờ, ở chỗ đọc kinh, trong khi đời thường của họ thì chẳng thấy bóng dáng của Chúa đâu. Đời sống như vậy là đời sống hai mặt, đời sống giả hình, lối sống mà miệng thì nam mô, bụng một bồ rau gầm. Của những người biệt phái và luật sĩ giả hình ngày xưa cho đến hôm nay nhiều khi vẫn còn ở trong thời đại chúng ta. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta trong mùa chay thánh này biết sống dấn thân phục vụ thực sự chứ không giả dối. Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 bảo rằng các thủ lãnh Sodoma và Gomorra ngày xưa họ đã biết, nếu họ biết ăn năn hối cải thì sẽ cứu giúp được những người khác. Chúng ta cần phải biết ăn năn.
để hồng ân tha thứ của Thiên Chúa đổ tràn trên chúng ta. Chúng ta cần phải thực sự sống tốt để phúc lộc của Chúa đem đến cho chúng ta muôn vàn nguồn ơn. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe trình thuật tin mừng Đức Giêsu nói về những cám dỗ của trần gian này đối với con người. Và cái mà người ta ưa thích đó là những lời khen và những lời trọng vọng. Và đó cũng chính là những điều mà người ta dễ đi tìm kiếm trong cuộc đời này. Đức Giêsu cho chúng ta thấy những mối tương quan giữa con người với con người, trong tương quan với Thiên Chúa, tất cả đều là con của Ngài. Và trong tương quan giữa anh chị em với nhau, chúng ta không ai trên ai cả. Và đó cũng chính là mấu chốt vấn đề mà chúng ta hay vấp ngã. Chúng ta đặt mình lên trên người khác và coi những người khác là kẻ thấp kém. Nhưng Đức Giêsu cho chúng ta thấy tất cả anh em đều là anh em của nhau và cùng một cha trên trời. Và ai muốn trở thành những người gọi là vào trong nước trời thì phải là người phục vụ anh chị em. Và đó chính là cách thức Đức Kitô đã đến để trao ban cho chúng ta. Người là người chỉ đạo duy nhất và uy tín nhất, và chỉ con đường của Ngài thì người ta mới có thể đạt được ơn cứu độ. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi nhận ra thân phận yếu hèn, chúng ta biết khiêm tốn hơn, khiêm nhường hơn, biết hạ mình xuống hơn trước mặt Thiên Chúa, trước mặt anh chị em, để chúng ta có thể chia sẻ những điều mà Ngài ban cho chúng ta, và chúng ta, mỗi người chúng ta sẽ trở thành chứng nhân mà Ngài mời gọi để làm chứng cho muôn dân. Đó chính là con cái đích thực của Cha trên trời, Đấng luôn yêu thương và chở che, đồng thời cũng là Đấng dẫn dắt chúng ta đạt tới vinh phúc muôn đời. Amen. Thưa anh chị em, hôm qua con với cùng một số quý chức đã đến giáo hội biệt lập Xuân Dương, và ở nơi đó thì rất là khổ cực, phần đông là anh em người dân tộc Khmer. Trước Tết thì con không, ngày sau con 4 lớp, con cũng biết chút về Ngài thôi. Trước Tết thì tự nhiên con gọi một cuộc điện thoại cho một cái anh khác cũng cùng tên với Ngài, chẳng may gọi lộn qua Ngài. Thì con đến cũng thấy Ngài quá cực, nhưng mà khi một quý chức ban lãnh giáo cùng với Ngài đến Tết con, dịp Tết vừa qua, thì con có nói với quý chức ban lãnh giáo là các vị hãy mạnh dạn và hết mình cộng tác với cha xứ của các ông. Bởi vì người khổ cũng là cha xứ của các ông, người trả tiền cũng là cha xứ của các ông, người bị chửi cũng là cha xứ của các ông, người bị gièm pha cũng là cha xứ của các ông. Nhưng mà người được nhiều nhất chính là giáo xứ của các ông. Con chia sẻ thật tình, con nhắc lại cái điều này trong con nói với cái ông ba vị ban lãnh giáo hôm Tết đi với cha xứ đến Tết, còn nói với họ vậy. Cho nên các ông hãy vâng lời và hết mình cộng tác, bởi vì các ông chỉ có được thôi, còn cha xứ của các ông mới là người mất nhiều. Dĩ nhiên về phương diện nào Ngài là linh mục, Ngài phải lo, nhưng mà con nói với họ vậy, hãy cộng tác hết mình và cha nói gì hãy làm, bởi vì cha đến rồi cha không đi, rồi cha để lại cho các ông một kho tàng lớn nếu các ông biết hết mình cộng tác, đừng gièm pha ì ỏi kỳ coi. Anh chị em, thưa anh chị em, đó cũng chính là kinh nghiệm của chính con. Con nói thật hết lòng vậy. Đôi khi thì chúng ta ở ngoài ít làm, cứ tưởng cha thế nọ thế kia, nhưng mà con nhảy vào cuộc mới thấy thế nào là làm và thế nào là sống. Các luật sĩ biệt phái thì chỉ tay năm ngón thôi, cho nên họ thấy Chúa Giêsu làm cái gì họ chê, vì không làm,
không nhúng tay vào, cho nên không hiểu được nỗi khổ. Để có được một chuyện như thế này, để có chuyện như kia, những người nhân dân thân phục vụ họ đã phải hy sinh. Còn đôi khi thì chúng ta thì ở ngoài cuộc không làm thì cứ tưởng là nó dễ ngon lắm. Và vì thế lời Chúa hôm nay, sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy dấn thân trong gia đình, trong sứ đạo, ở mọi nơi, hãy quên mình vì Chúa. Chúng ta chẳng là gì, và hãy tìm mọi cách gieo rắc tình yêu của Chúa trong lời nói, trong tư tưởng, trong việc làm, và hãy trở nên niềm vui cho người khác. Đừng để cho chúng ta vì lười biếng mà sinh tật, sinh nông nỗi. Người ta bảo rảnh rỗi sinh nông nỗi, nhiều khi mình lười biếng cho nên dẫn đến bao nhiêu tính hư tật xấu. Vì khi mình không chịu dấn thân cho nên toàn là chê với trách tôi. Và vì thế chúng ta đừng bao giờ để cho mình ngồi không, ngồi vui chơi sơi nước chè rồi sinh ra tật xấu. Nhưng ngay cả trong gia đình, ngay cả trong khu xóm, ngay cả trong sứ đạo, hãy miệt mài dấn thân làm việc và làm mọi việc vì tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nói và làm là hai hành động hoàn toàn khác nhau. Nói là bộc lộ những điều chúng ta suy nghĩ, còn làm là thực hiện những gì chúng ta nói. Từ lời nói đi đến hành động là một con đường dài đằng đẵng mà mọi người vẫn ví von với nhau. Con đường dài nhất là từ cái miệng đến bàn tay. Trình thuật lời Chúa hôm nay đã làm nổi bật sự cách biệt giữa lời nói và hành động của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Nhưng Chúa Giê-xu lại dạy chúng ta rằng, tất cả những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Thật vậy, các kinh sư và người Pha-ri-sêu ưa nói về luật cách tỉ mỉ, nhưng lời nói của họ không đi đôi với việc làm. Nói một đàng, làm một nẻo. Họ chỉ lo tô vẽ cho vẻ bề ngoài nhằm che đậy sự xấu xa bên trong của họ. Họ dạy luật thì để cho dân giữ, còn chính họ lại không làm gương. Họ dùng luật làm thứ bình phong, che chắn và trục lợi cho họ. Thưa quý ông bà và anh chị em, thái độ và cung cách sống của các kinh sư và người Pha-ri-sêu đôi khi cũng là thái độ và cung cách sống của không ít người trong chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta thường hay tìm cách che giấu sự thật về con người của mình, khi không khiêm tốn đón nhận những khuyết điểm của mình. Chúng ta nhiều khi bề ngoài thì tỏ ra vẻ đạo đức, nhưng tâm hồn và ý hướng bên trong thì đầy những thói hư tật xấu như ích kỷ, tham lam, bất công và thù hằn ghen ghét. Rất nhiều khi chúng ta phê bình những yếu đuối, thiếu sót và lỗi lầm của người khác, nhưng chính mình lại sống bất công, có những lời nói gây chia rẽ hận thù cho tha nhân và những tâm ý hiểm độc gây tai hại cho những người xung quanh. Chúng ta thường có xu hướng dễ dãi và tự miệng chuẩn cho bản thân mình nhiều điều, nhưng lại khắc khe và so đo tính toán thiệt hơn với anh chị em xung quanh. Thưa quý ông bà và anh chị em,
chúng ta đang sống trong những tuần đầu của mùa chay. Mỗi người Kitô hữu được mời gọi hãy hoán cải để nhận ra sự kiêu ngạo, khoe khoang hình thức bấy lâu nay của chúng ta. Từ đó, hãy lo sám hối và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đồng thời, biết khiêm tốn để lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn của mình. Ngõ hầu chúng ta sẽ trở thành những người có Chúa và loan truyền Chúa cho anh chị em mình bằng chính đời sống khiêm tốn, phục vụ. Lạy Chúa Giêsu, con vốn thích nói hơn thích làm, thích ra lệnh hơn là tuân lệnh, thích sai khiến hơn là vâng phục, thích vênh vang hơn là khiêm hạ. Con thật chẳng khác gì các kinh sư và những người Pha-ri-sêu trong bài tin mừng hôm nay. Xin Chúa giúp con thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách làm, để con trở nên anh chị em đích thực của mọi người. Amen. Xin Chúa yêu thương tu lòng từ ai, tha thứ cho con lỗi tội lầm sai. Con thiết tha nài van, Chúa thương mà tha ngàn lỗi tội. Chúa biết thân con bay từ bụi đất, yêu đuối mong manh lỗi tội trong chân. Lòng bao gian ác, xin đổi thay người con từng ngày, dù thương đừng xa lánh con. Năm tháng phiêu du trên dòng đường xa, sống kiếm tha hương xa rời tình cha, xa tiếng ca của quê hương. Cha hiền, con quyết ăn năn trở về cùng Chúa, xin đoái thương tha bao lỗi lầm xưa, xin Chúa mở vòng tay đón con về đây với ân tình, xin giữa con tuyệt không lỗi lầm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sám hối, cầu nguyện, khoan dung là những tâm tình mà Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta thực hành trong suốt mùa chay này, nhằm chuẩn bị sống mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Chúng ta không chỉ chuẩn bị bên trong tâm hồn, nhưng còn thể hiện những tâm tình đó qua hành động, qua một đời sống cụ thể. Sám hối được biểu lộ qua việc ăn chay, giảm bớt nhu cầu cá nhân, hy sinh hạn chế những thú vui hay sở thích không cần thiết. Đời sống cầu nguyện gắn bó với Chúa, thể hiện qua thái độ hiền lành nhã nhặn, yêu thương tôn trọng anh chị em xung quanh. Và một tâm hồn quảng đại nhân từ, dẫn đến một đời sống vị tha, sẵn sàng giúp đỡ cho đi, bởi vì luôn biết quan tâm đến nhu cầu của người khác.
Quý ông bà, anh chị em kính mến, lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến khía cạnh thực hành điều tốt, điều thiện, chứ không phải chỉ nói suông trên môi, trên miệng. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah công bố lệnh truyền của Đức Chúa cho những người lãnh đạo Sodom và dân Gomorra. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Song song đó, hãy từ bỏ con đường tội lỗi và đừng làm điều ác nữa. Còn trong bài tin mừng, Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ lối sống giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Họ nói mà không làm. Họ nói những điều hay, dạy những điều tốt, nhưng họ không sống những gì họ dạy. Họ nói một đàn, nhưng làm một nẻo. Thưa quý ông bà, anh chị em, việc làm vẫn luôn thuyết phục hơn lời nói suông. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Lục đã từng nhấn mạnh, chúng ta cần chứng nhân hơn thầy dạy. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Xem cách đối xử với những người bé mọn, bần hèn, kém cỏi, sẽ biết được nhân cách của một người. Xem thái độ tương quan với tha nhân để biết được mối tương quan với Chúa như thế nào. Tóm lại, để biết bản chất của một người, hãy nhìn những gì người đó làm, người đó sống, chứ đừng nghe những gì họ nói. Ước mong sao những tâm tình ăn năn sám hối, từ bi bác ái, nhân lành độ lượng mà Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta trong mùa chay này luôn được thể hiện ra bằng một đời sống, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã minh chứng một tình yêu vô lượng qua cái chết khổ nhục trên thập giá. Xin cho hiệu quả của mầu nhiệm này biến đổi đời sống con trở nên lành thánh trước mặt Chúa và giữa anh chị em con. Amen. Đời con qua bao năm dài tháng rộng, say trong giấc mộng của đời nhân thế. Lòng con mong luôn quay về bên Chúa, tim con luôn luôn thao thức chờ đón Ngài. Chúa như cơn mưa dìm đắm cơn mê, cuốn trôi theo dòng nước lũ bao vết tội nhớ. Chúa ơi, con mong được Chúa thanh tẩy cuộc đời con khỏi tối tăm mịt mù, rửa sạch bao vết thù. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Đời con qua bao năm dài với Ngài, nhưng vẫn u hoài nặng mang bao nỗi. Đời nhân gian qua bao lần gian dối, tim con đơn côi như thấy mình phản bội. Chúa ơi, tin yêu một thoáng trời vơi, cuốn trôi khi trời đêm tối, con biết về đâu giữa vời. Ôi tay Ngài đã tinh giữa cuộc đời con, khỏi lấm lem bụi đời, cho hồn con sáng ngời.
cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Dâng lên đây tâm tình ước thề, mong suốt cuộc đời được thuộc về Chúa. Dù mai đây qua những ngày gian khó, con không âu lo, luôn vững dạ an lòng. Với Ngài con vui dù có thương đau, quyết tâm trên đường đi tới, vui sống mọi nơi. Chọn đời con dù nước chảy đã mòn, mối tình luôn sắt son. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô hôm nay mời gọi chúng ta sống những điều rất cụ thể để mỗi ngày chúng ta trở nên giống Thiên Chúa hơn. Trước hết, Chúa Giêsu mời gọi anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Thiên Chúa chúng ta là đấng nhân từ, đấng làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người dữ, mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa luôn luôn đối xử đại lượng với con người, và khi chúng ta được mời gọi để trở nên như cha trên trời, trước hết hãy sống một tâm hồn nhân từ và đại lượng như thế. Một tâm hồn nhân từ và đại lượng thì không có chỗ để xét đoán anh em mình. Một tâm hồn đại lượng sẽ đón nhận người anh em chị em và không bao giờ xét đoán, kết án hay chấm dứt cuộc đời của họ với cái nhìn chúng ta gọi là thiên kiến, định kiến. Anh em đừng xét đoán, ngay cả Thiên Chúa, Ngài cũng không đoán xét con người khi con người còn đang cuộc lữ hành. Cuộc đời của chúng ta chẳng ai toàn vẹn cả, không ai có thể nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng. Trước nhan Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chỉ có một Thiên Chúa, đấng có quyền xét xử, đấng có quyền xét đoán. Còn chúng ta là ai? Chúng ta là ai mà lại xét đoán người thân cận? Ấy vậy mà, mỗi ngày trong đời sống, chúng ta thường xét đoán anh chị em mình. Chúng ta lên án họ, chúng ta kết tội họ. Thiên Chúa đại lượng với chúng ta, Thiên Chúa đại lượng với mọi người, và Thiên Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng hãy sống đại lượng như thế. Sống tinh thần đại lượng, sống tinh thần nhân từ của Thiên Chúa,
không chỉ dừng lại ở chỗ không xét đoán, nhưng Đức Giêsu mời gọi chúng ta một cách tích cực hơn, hãy tha thứ. Khi nói đến tha thứ, nghĩa là người anh em đã có lỗi với chúng ta. Chúng ta hãy quảng đại tha thứ như Chúa đã quảng đại tha thứ cho chúng ta. Một khi người anh em xúc phạm đến mình, ta hãy tha thứ vì chúng ta đã được tha thứ, nhưng không tha thứ mãi mãi. Luật của Chúa không mời chúng ta dừng lại tha thứ 3 lần hay tha thứ 7 lần, mà là tha thứ 70 lần 7, nghĩa là tha thứ mãi mãi, mãi mãi thứ tha. Một khi chúng ta sống như thế, chúng ta đang mỗi ngày trở nên như Cha chúng ta trên trời là Đấng nhân từ, Đấng luôn tha thứ cho con người, dẫu con người có xúc phạm đến Thiên Chúa thế nào chăng nữa. Một khi chúng ta sống giáo huấn của Chúa, chúng ta sẽ hiểu được lời Chúa nói hôm nay. Thiên Chúa sẽ đong cho chúng ta đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo chúng ta. Vì chúng ta đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho chúng ta bằng đấu ấy. Thiên Chúa luôn quảng đại, nhưng nếu chúng ta không đối xử quảng đại với nhau, làm sao ta có thể đón nhận lòng nhân từ của Chúa? Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa canh tân đời sống, canh tân mối tương quan của mình với Chúa và với anh chị em. Xin Chúa canh tân chúng ta, để chúng ta mỗi ngày trở nên giống Cha trên trời là Đấng nhân từ. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con, tha thứ cho chúng con muôn vàn tội lỗi. Xin cho chúng con cũng hiểu được giáo huấn của Chúa hôm nay, để đừng bao giờ chúng con xét đoán. Xin cho chúng con luôn biết tha thứ cho anh chị em mình, để chúng con xứng đáng đón nhận tình yêu của Chúa. Amen. Xin hãy tha thứ cho người cha ta, xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi, tha tựa Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời. Tha thứ để nên dòng Chúa Giêsu từng ngày, tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau, tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm, tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta, tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền, tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua, tha thứ để vơi nước mắt rớt trên bờ mi, tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giêsu. Hãy tha thứ cho người cha ta, xin hãy tha thứ thêm một lần nữa, xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi, tha tựa Thiên Chúa đã thứ tha tội ta. Chúa tha hoài tha mãi, xin hãy tha thứ, xin thứ
Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa lời nói và việc làm thường có một khoảng cách rất lớn, như giữa lý thuyết với thực hành, giữa ước mơ với thực hiện, giữa lý tưởng với thực tại. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó, nên người ta dễ rơi vào việc nói suông mà không làm, hoặc còn tệ hơn khi việc làm mâu thuẫn với lời nói. Đó là trường hợp của các kinh sư và các người Pha-ri-sêu trong trình thuật tin mừng hôm nay. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Chúng ta biết, các kinh sư và những người Pha-ri-sêu thời Đức Giê-xu là những người lãnh đạo trong dân. Kinh sư có nhiệm vụ chú giải luật Mô-sê để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Người Pha-ri-sêu là một tầng lớp tri thức, đạo đức, bao gồm những người chủ trương sống đạo nhiệm nhặt, nhất là trong việc thi hành luật đạo. Đây là những vị được trọng vọng trong xã hội, có trách nhiệm hướng dẫn đời sống đạo đức. Thế nhưng, họ chỉ chú trọng đến hư danh, đến chiếc ghế danh dự trong cộng đoàn. Đức Giê-xu chỉ trích và lên án cách họ dạy đạo và sống đạo vụ hình thức này. Trong khi lên án các kinh sư và những người Pha-ri-sêu về thái độ bất nhất trong lời nói và việc làm, Đức Giê-xu dạy các môn đệ phải nhất quán trong lời nói và hành động của mình. Lời nói có khả năng thuyết phục người khác, nhưng chính hành động mới làm cho lời nói trở nên giá trị và đáng tin. Đức Giê-xu đã chứng minh điều này trong cuộc đời rao giảng của người. Dân chúng không chỉ ngưỡng mộ, bị thu hút vì Đức Giê-xu giảng dạy như một đấng có uy quyền, mà còn dám tin tưởng và dấn thân theo người, bởi những hành động của người như chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, tha tội, làm cho kẻ chết sống lại. Cũng vậy, khi đối chiếu với sự giả dối của những người Pha-ri-sêu, Đức Giê-xu dạy các môn đệ tinh thần phục vụ và yêu thương. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Theo giáo huấn của Thầy, người làm lớn được ngồi trên ghế danh dự quyền bính, nhưng không vì hư danh mà vì chính tinh thần phục vụ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, không ai có thể phủ nhận giá trị của lời nói. Có những lời nói hết sức cần thiết mà nếu không nói, chúng ta có thể mắc lỗi. Đó là những lời chúc mừng, những lời chia sẻ, những lời an ủi, động viên, khích lệ và cả những lời sửa dạy nữa. Tuy nhiên, nếu chỉ nói mà không làm hoặc làm ngược lại những điều mình nói, thì không những chúng ta trở thành những kẻ nói dối, mà còn đánh mất niềm tin nơi người khác. Bởi vì, lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Tuy nhiên, chúng ta thấy tâm lý thích nói hơn thích làm, thích chỉ huy hơn thích phục vụ, không chỉ có nơi những người Pha-ri-sêu, mà nơi mỗi người đều ít nhiều mắc phải. Vì vậy, người bước theo Đức Giê-xu là người phải tự hạ, nghĩa là loại bỏ tâm tình Pha-ri-sêu từng ngày bằng tinh thần khiêm nhường, phục vụ. Chúng ta đang sống trong những tuần đầu của mùa chay. Lời Chúa mời gọi, hãy hoán cải để nhận ra sự kiêu ngạo, khoe khoang, hình thức bấy lâu nay. Từ đó, hãy lo sám hối và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa, đồng thời biết khiêm tốn để lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn của mình. Ngõ hầu, chúng ta trở thành người có Chúa và loan truyền Chúa cho anh chị em của mình bằng chính đời sống khiêm tốn, phục vụ. Amen. Sám hối là giọt lệ xin ơn tha thứ, nhưng lầm lối qua bao ngày tháng xa ân tình.
tình ngài luôn luôn chan chứa, gọi con đón hứa mối tình thủy chung trở về với cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức, môi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã, tưởng rằng như đã mẫn tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời với gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, chúng ta cùng suy niệm lời hứa của Thiên Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaiah, chương 1, câu 10 và câu 16 đến câu 20. Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bồng. Thiên Chúa hứa làm cho chúng ta nên sạch trong, không còn một vết nhơ nào. Đây là một lời hứa tuyệt vời, vì chính chúng ta không có khả năng tẩy sạch các tội lỗi của mình, cũng không có đủ sức để trở về, để tiến gần đến Thiên Chúa, vì tội lỗi đã đưa chúng ta đi xa khỏi Thiên Chúa. Lời hứa của Thiên Chúa sẽ được thực hiện một khi chúng ta nghe theo lời ngôn sứ Isaiah nhắn bảo: đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Những lời nhắn nhủ này càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta suy niệm những lời Chúa Giê-xu nói về các kinh sư và các người Pha-ri-sêu trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe. Đòi hỏi căn bản của tôn giáo là sự thành thật và liêm chính, bởi vì tôn giáo là tiếp xúc với Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi sự. Bởi vậy, khiêm tốn và thành thật là biểu hiện của tâm tình xác tín. Không có những nhân đức này như những hòn đá tảng, chúng ta khó có thể làm Thiên Chúa vui lòng và cũng không xây dựng được mối liên hệ thực sự với Thiên Chúa. Trọng tâm của tiến trình này là gương mẫu mà người lãnh đạo thể hiện trước cộng đoàn. Nếu người lãnh đạo nói một đàng, làm một nẻo, cộng đoàn sẽ không tuân phục. Điều này cho thấy tại sao Thánh Phaolô lại đề cập đến phẩm chất của người lãnh đạo. Chúng ta đang sống trong giáo hội và chúng ta nhận ra giáo hội đang phải trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng đồng thời cũng là lúc giáo hội bày tỏ cho thế giới thế nào là lãnh đạo. Đó là tinh thần phục vụ theo gương Chúa Giê-xu và sẵn sàng bênh vực cho những người nghèo. Đó cũng là điều phù hợp với lời nhắn nhủ của ngôn sứ Isaiah: hãy làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Bao người lớn
không khi gặp lúc cơ cùng, Chúa đã cứu đời con. Chúa, xin khơi dậy nơi chúng con và các người lãnh đạo giáo hội trong thiên niên kỷ mới này lòng khát khao sống cuộc đời gương mẫu. Xin cho cả cuộc đời chúng con luôn là quy hướng về Chúa và sống theo tinh thần của Chúa Giêsu. Amen. Chúa luôn tha thứ cho con, không hề kết án tội con bao giờ. Mong con quay con trở về trong tình yêu Chúa chẳng hề nhạt phai. Bao người an cười chế con khi đời con lỡ bước muốn cơn án tội con bao giờ.